ba tên bắt được không khai thác được gì bọn chúng có thể được đào tạo kỹ năng giữ kín mọi chuyện nhưng căn bản là ba tên đó không biết gì nhiều đầu mối quan trọng mà chúng ta cần là tên cầm đầu của bọn chúng nhưng đối tượng đã chạy thoát đó là một sai sót rất lớn của tôi có lẽ đã quá nung nóng cho nên cũng không thể trách anh được chỉ vì anh muốn giữ bản tên đó để phục vụ điều tra. Nên mới xảy ra chuyện như vậy. Đối tượng chạy thoát cũng hơi đáng tiếc một chút. Nhưng dù sao thì cũng tốt hơn là để ông ta giết người diệt khẩu. Ông ta sao rồi? Tôi đã cho ông ta nghe và xem chứng cứ. Có vẻ rất đau khổ. Vậy kế hoạch sắp tới của anh như thế nào? tạm thời cứ giữ kín thông tin chuyện ông ta bị bắt, cứ để vài ngày cho ông ta thật bình tĩnh trở lại. Tôi hy vọng là ông ta sẽ hồi tâm chuyển ý mà phối hợp với chúng ta. Còn cáo già kia vẫn còn nấp kỹ trong hang, nếu không dụ nó ra được, thì chúng ta chỉ còn cách xông thẳng vào để bắt nó. Chính vì vậy mà. Chúng ta cần ông ta trong lúc này. Ừ. Hai thiên đang muốn nhân tiện chiến hàng này để thủ tiêu còn. Sao ba lại nói như vậy? Ừ, vì con là con của ba lão già đó sợ con là phải mà hơi suy nghĩ cá nhân quá rồi đó <laughs> con đó mở miệng ra là nói trả thật vậy mà một chút cảm giác để nhận ra kẻ thù con cũng không có con đúng là thằng vô dụng Có chuyện vậy được hay sao? Vĩnh Khương, nó là con trai tôi. Là người mà Hải Thiên tin tưởng nhất. Chính nó là người vừa tham gia chuyến vận chuyển và bị công an bắn trọng thương. Chuyện này không thể sai được. Được rồi. Để mai tôi gặp Hùng Trọ. Nó dám làm chuyện này. Coi như là hết đường sống rồi. cưng đừng có giận nữa được không con không nói gì với hồng quân chứ tuyệt đối không thưa ba ừ. thái độ của hồng quân làm cho ba thấy rất lo lắng đúng là chỉ có đứa con gái này mới làm cho ông già này mệt mỏi đến như vậy Bà Chắc tại gần đây Có quá nhiều chuyện khó hiểu xảy ra Nên Hồng Quân mới nảy sinh nghi ngờ Từ từ Rồi cô ấy sẽ quên thôi bà Bà hy vọng là sẽ như vậy Những việc mà chúng ta làm Hồng Quân mãi mãi không được biết Đó là tâm niệm cả đời của bà Dạ, con hiểu vua hồng quân có muốn lấy mạng con con cũng sẽ không hé nửa lời đâu bà con à cũng không đến mức như vậy mà con hiểu là tốt rồi bộ anh tính đi đâu hả anh tính lên sân thượng không gió em có muốn đi không em anh em nói trước đi ừ anh nói trước đi coi như là ưu tiên cho người đang bị thương <laughs> em đã thấy rồi đúng không anh có yêu em đúng không phải nhưng cả đời này anh không thể nào ở bên cạnh em được cũng chính vì vậy anh đã để tình yêu đó qua một bên anh để đó và yêu em cả đời này anh chỉ có thể làm như vậy em cũng chỉ cần như vậy thôi như vậy để biết cảm giác của mình không sai lệch như vậy để biết tình cảm của anh dành cho em là không thay đổi và như vậy để biết là anh có yêu em tôi không ngờ chú là người thất tính như vậy nếu vậy ngay từ đầu chú đừng có nhận cái tốt hơn không anh nói vậy là có ý gì anh nói rõ ràng hơn đi <laughs> chú hứa với tôi thì sao chú cung cấp chuyến hàng của hai thiên vậy mà bây giờ chuyến hàng về tới nơi mà bọn tôi cũng không biết gì hết chú giải thích chuyện này sao anh nói sao đã vận chuyển đến nơi rồi à <laughs> anh đừng có đùa như vậy hàng của chúng tôi vẫn đang nằm trong kho kìa Hai Thiên cũng chưa có bất kỳ tín hiệu nào mua bán với tôi cả Hàng của chú còn ở trong kho hay không Tụi này không có biết Chỉ có biết một điều Chiến hàng của Hai Thiên mất tâm mất tích rồi <laughs> Anh là đàn anh đừng ăn nói với đàn em như vậy Nếu không có chị ba ở đây tôi không có để anh đâu Sao Chú thất tính mà lớn tiếng hả anh... Sao định hù dọa tôi hả Uống cái gì Thôi được rồi Hai người đừng có cãi nhau như vậy Đủ rồi chuyện đâu còn có đó từ từ rồi có cách giải quyết theo lời chú thì chuyến này hai thiên không hề lấy hàng của chú đúng vậy có khả năng hắn lấy từ những mối khác không cũng có thể lắm nhưng trong khu vực này chỉ có tôi có khả năng cung cấp số lượng lớn cho dù hai thiên lấy ở những chỗ khác cũng không thể nào đủ chiến hàng này được chuyện này thật ra là sao đây thôi được rồi để tôi thử liên lạc với mấy mối uy tín lớn nhất ở đây xem Coi hai thêm có thực sự dựng chuyển chiến hàng này hay không. Cô xin lỗi. Cũng không thể trách con được. Có trách đó là trách bên phía công an tay mắt quá tinh nhạy thôi. Thật ra chuyến hàng đó cũng không giá trị bao nhiêu. Nhưng đó là chuyến hàng của chúng ta. Cô làm như vậy đã làm cho chú bị bất mặt rồi. À, thôi thôi thôi, bỏ đi. Con <laughs> không sao là tốt rồi. bây giờ thì mọi người cũng nghe rõ rồi đó tất cả đều nói hai thiên không lấy bất cứ thứ gì từ họ vậy thì hàng quá mà hai thiên vận chuyển từ đâu mà có có khi nào đây là một chuyến hàng ảo cũng có thể là như vậy bởi vì hai thiên nổi tiếng là một con cáo già cũng có thể là hắn đánh hơi ra điều gì nên mới bại ra trò này thì chú nói vậy là sao? Ừ. Chú muốn nói là bên tôi có nội gián hả? Chuyện gì cũng có thể xảy ra anh Năm mà Chú Thôi thôi Hai người đừng có cãi nhau nữa Hãy cùng nhau nghĩ cách Để đưa con cáo già này vô bẫy Còn cách gì nữa bây giờ Cơ hội tốt nhất cũng trôi mất tiêu rồi Đừng dội nặng chí như vậy Thu kèo này Chúng ta bày kèo khác. Số liệu tài chính quý 3 vừa tổng kết xong, tôi đã gửi rồi. Tổng giám đốc nhớ xem qua nha. Được rồi. Ờ, à, hôm nay giám đốc Vĩnh Khương lại xin nghỉ làm nói tổng giám đốc. Tôi biết chuyện này rồi. Anh ấy đang bị tai nạn cho nên xin nghỉ phép vài ngày. Hả? Giám đốc Vĩnh Khương bị tai nạn sao? anh ấy có bị làm sao không tổng giám đốc anh ấy không sao chỉ bị thương ở phần vai thôi chiều nay tôi sẽ về sớm có vấn đề gì thì cô cứ đem qua để trên bàn cho tôi dạ chiều nay chỉ có một thư mời thồ người ta vừa gửi thôi để đó cho tôi một chút nữa tôi sẽ xem ờ ừ, vậy tôi xin phép Alo. Nghe nói anh bị tai nạn. Anh có sao không? Tôi không sao đâu. Cảm ơn cô Xuân thiện nha. Anh không sao thiệt chứ. Tôi có thể tới thăm anh không? Thôi, không dám làm phiền cô đâu. Để hôm nào à, tôi đi làm lại. Có gì cô mua cà phê cho tôi uống là được rồi. Vậy cũng được. Chúc anh mau bình phục nha. Bye bye. Ok, bye. uống nước nè. Nãy giờ nói chuyện chắc là khát nước rồi phải không? Cảm ơn em. Nè, em nghĩ tại sao anh lại không cho cô ấy đến đây thăm anh? Thôi, làm phiền tổng giám đốc đến đây lo cơm nước là đủ lắm rồi. Thêm cô trợ lý nữa tôi không dám đâu. Xem ra thì giám đốc dự án cũng biết điều quá ha. <laughs> hmm. Cơm nước thì đã dọn xong rồi, không biết là giám đốc dự án có muốn ăn chưa? tất nhiên là bú rồi rồi đi ơi à, ơ à. ờ, em xin lỗi anh em vô ý quá <laughs> không sao đâu anh không ngạc nhiên khi anh thấy anh vĩnh thương bị bắn hay sao ngạc nhiên ờ, ý em là sao anh nói cho em biết tại sao anh vĩnh khương bị người ta bắn anh anh làm sao mà biết được thì đó anh đang ở nhà em gọi điện đến cho anh rồi anh mới tới đây anh còn đang định hỏi em đó anh đừng có giả giờ nữa anh vĩnh khương người đầy máu tự ta lái xe về nhà rồi ngất xỉu trong khi đó thì anh nhất định không cho em đưa tới bệnh viện anh giải thích cho em nghe Chuyện này là sao Khổ lắm Anh đã nói là anh không có biết rồi mà À đúng rồi Thì có thể là do anh ấy không có thích tới bệnh viện Anh nói vậy mà nghe được hả Nếu như bác sĩ không tới kịp Thì có thể anh Vĩnh Khương đã mất mạng rồi đó chào cậu cuối cùng cậu đã xuất hiện <laughs> ngồi đi ừ em trời ơi, không ngờ mấy cuốn truyện này lại thú vị đến như vậy đó <laughs> đến giờ này mới biết em có cảm thấy là đã muộn quá rồi không <laughs> thiệt ra thì nếu chỉ cần mình cố gắng thì đâu có gì là quá muộn đâu từ giờ thì em sẽ đọc liên tục là được chứ gì <laughs> có bù lại được hay không á thì anh không biết nhưng mà anh khuyên em là những lúc rảnh rỗi nên đọc mấy cái thứ này để thư giãn vậy sẽ tốt hơn không nên chăm chăm vào ba cái sách kinh tế hoài em biết rồi nhưng mà nè nhờ như vậy á mà ở đằng này giữ chức vụ cao hơn đằng ấy đó nha <cười> <cười> anh nè à, ừ? mấy cuốn truyện này là của xuân thùy hết đó hả ừ có chuyện gì sao em à, em tính mượn về nhà đọc nhưng mà không biết là ừ à, anh thấy như vậy sẽ không tiện lắm nếu mà em thấy thích á em cứ đọc ở đây đi khi nào rảnh rỗi anh sẽ mua tặng riêng cho em một bộ <laughs> Nè, anh hứa là phải giữ lời đó ừ? <laughs> Tất nhiên à... Hồng Quân à Em về đi Không thôi là ba em sẽ điện thoại tìm em đó em không muốn về đâu em chỉ muốn ở lại bên cạnh anh như thế này mãi mãi nè cậu nên chúc mừng tôi đi cuối cùng tôi cũng đã từ bỏ được rồi <laughs> tôi thấy cậu á không có giống người đã từ bỏ chút nào hết Tại sao cậu nói như vậy? Tại sao lại không giống người đã từ bỏ hả? Nếu như uh, cậu đã từ bỏ rồi, chắc chắn cậu sẽ không buồn phiền như vậy. Đúng không? Nếu cậu nói như vậy, có lẽ là cuộc đời của cậu chưa có gặp nhiều chuyện buồn xảy ra cùng một lúc hả? Ờ dù là mình có từ bỏ được chuyện này thì còn rất nhiều chuyện khác nữa cậu hiểu không? thôi dù sao thì uh, tôi cũng phải cảm ơn cậu tại vì uh, cậu luôn lắng nghe tôi nói dù là bất cứ chuyện gì cảm ơn cậu dù em cười nhưng anh biết trong thâm tâm em rất đau khổ đau khổ giống như anh vậy có đúng không anh thật sự đã làm mọi cách nhưng vẫn không ngăn được tụi nó gần nhau em có thấy anh vô dụng không em à hãy nói cho anh biết anh phải làm gì đây thưa ba con đi làm con hãy ngồi xuống đây ba có chuyện muốn nói với con hồng quân à con có nghĩ là mình nên đi học thêm cái gì đó không ừ học là học cái gì ba ba nghĩ con nên ra nước ngoài học thêm cái gì đó cho vững vàng hơn còn học cái gì á thì tùy con lựa chọn cho nó phù hợp. Sao ba lại suy nghĩ như vậy? Vì ba thấy môi trường làm việc ở đây với con quá căng thẳng. Ba không muốn con phải chịu nhiều áp lực. Sao ba không nói thẳng ra là ba muốn con đi du học ở nước ngoài là để chia cắt tình cảm của con và anh Vĩnh Khương? Ba... Nếu đúng là như vậy Thì ba đã uống công rồi Còn trước tổng giám đốc công ty Chỉ cần ba nói một tiếng Thì con sẽ từ bỏ ngay Hồng Quân, Hồng Quân, Con Ba 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 ơi ba Ba có sao không vậy ba Ba ơi Chú Bình ơi Chú Bình Ba ơi ơi ba anh đừng có làm con sợ mà chú bình tình trạng ba tôi thế nào bác sĩ những người lớn tuổi thường rất dễ xảy ra tai biến nhưng cũng may á lần này chỉ bị nhẹ thôi nên không sao cả nói chung á thì người lớn tuổi cần tránh những xúc động mạnh gia đình hãy nhớ nha Dạ, cảm ơn bác sĩ Chào câu Bà dậy rồi hả? con xin lỗi ba đỡ ba vậy nằm ngoài như vậy nó không giống ba cho lắm nhưng mà ba đang bệnh mà à, ba già rồi tim mạch suy yếu là chuyện bình thường qua rồi thì không sao nữa à, thôi à. ba đang mệt ba cứ nằm nghỉ đi nhà ba à. hồng quân à bà gọi con về đây là để quản lý công ty tức là đã muốn giao nó cho con nếu không giao cho con thì thật ra bà cũng không biết giao cho ai nữa vì vậy con không bao giờ được phép nói từ bỏ nó bà con bà biết con vì nóng giận nên nhất thời nói ra như vậy thôi nhưng con chỉ được nói một lần duy nhất đó thôi từ đây về sau những câu tương tự như vậy ba không muốn nghe nữa còn chuyện tình cảm của con như thế nào là tùy con quyết định. Từ đây về sau, bà sẽ không xen vào nữa. Ba, ba, xin thông báo với mọi người. Vì lý do tổng giám đốc bận việc đột xuất, nên cuộc họp sẽ được dời lại vào đầu giờ chiều nay. Xin mọi người thông cảm. Em tưởng là thân thiết với gia đình tổng giám đốc lắm. Chị đã gọi báo cho anh biết chưa? Anh không biết gì hết em nghe nói là cựu tổng giám đốc bị ngất xỉu đột ngột nên chị ấy phải ở nhà để theo dõi tình hình có nguy kịch lắm không em em cũng không biết nữa bây giờ anh phải tới đó ngay lập tức có gì em khác anh sẽ nói chuyện với em ừ dạ à. <laughs> Cảm ơn em Ông Vân Tâm trạng như vậy Làm sao mà đến công ty được Ở nhà nghỉ ngơi đi Em bình thường mà Em đâu có sao đâu Anh biết là em lo lắng cho ba Nhưng mọi chuyện ổn rồi Ba chỉ cần nghỉ ngơi Uống thuốc theo lời của bác sĩ là sẽ khỏe lại mà Em biết rồi Em đi trước đi Hồng Quân à Tâm trạng em như vậy Không lái xe được đâu hay là để anh đưa đi nha Chú Hai sao rồi chú? Ông ấy vừa nằm nghỉ. Cậu không nên vào lúc này. Nhưng mà tôi muốn biết tình hình sức khỏe của chú Hai hiện giờ như thế nào? Chỉ là tai biến nhẹ. Cho nên không sao cả. Sức khỏe đã ổn định trở lại. Cô Hồng Quân có nhà không? Cô chủ vừa đến công ty. ha à, Tôi biết rồi. Chào chú. Chào cậu. À, chú Bình à. Ờ... À... Tôi có vài chuyện muốn hỏi chú Không biết là có tiện không? Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện Anh nên yêu thương bản thân mình hơn mới đúng Đừng giọng do nữa Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi anh sẵn sàng trả lời tất cả những câu hỏi của tôi chứ tôi muốn hỏi anh một câu trước vợ con tôi bây giờ sao rồi vẫn chưa biết anh bị bắt chúng tôi nói với họ là anh đang đi công tác mà vậy thì anh cứ hỏi gì mà anh muốn đây có phải là hai thiên không chính là ông ta khi ông ấy còn hoạt động ở biên giới thì chúng tôi không hề biết nhau những điều cậu vừa hỏi tôi tôi không hề chắc chắn nên không thể trả lời cậu được nhưng có một điều trong câu chuyện vừa rồi tôi có thể đính chính cho cậu ông ấy thật sự đã từng ra tay thảm sát một gia đình nhưng đó là một gia đình bộ đội biên phòng chứ không phải một tay giang hồ sao chú có thể chắc chắn như vậy đây là một sự kiện chấn động một thời báo chí đã tốn rất nhiều giấy mực vì vậy có rất nhiều người biết chứ không phải mình tôi vậy chú có biết tại sao chú hai lại làm như vậy không để trả thù cho ba của trung hiếu vậy gia đình đó có còn ai sống sót không hai thiên đã dùng mọi cách ủng hộ tôi để ngồi vào vị trí của anh nhưng không ngờ anh lại về đây quá sớm hải thiên tỏ ra đáng tiếc và có phần lo lắng đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao tôi không bao giờ chạm trán với hai thiên cũng như những chuyến hàng của ông ta vì ông ta biết rõ anh đang hiện diện ở đây và ông ta muốn tránh mặt anh và cũng muốn bảo vệ những chuyến hàng của ông ta được trót lọt đúng vậy nhưng cuối cùng cũng không qua mắt anh được chính vì vậy mà anh đã cho người bám theo vì tôi không chịu được cạnh chúng tôi chống ma túy hàng ngày. Mà ma túy vẫn được sử dụng tràn ngập thành phố. Nhưng mà khi người của anh đi quá sâu vào tổ chức, Hai Thiên buộc lòng phải ra tay trừ khử. Và Hai Thiên làm được chuyện này cũng nhờ vào sự đóng góp không nhỏ của anh. tôi có một thắc mắc thật ra anh biết rất rõ về hai thiên nhưng khi tiếp xúc với ông bình anh luôn tỏ ra là người không biết gì về hai thiên tại sao vậy một thắc mắc rất đáng giá anh đúng là biết cách hỏi một mà bắt người ta phải trả lời mười Vì ông ta là nạn nhân của một gián cờ Mà hai thiên phải dạy công sắp đặt Nếu đúng như lời của chú Bình Thì cô lẽ ba của mình Vì quá nặng tù cá nhân Cho nên cố tình làm lệch đi sự thật sau khi bị anh đánh te tua dùng biên giới hai thiên quyết định rút lui về thành phố làm ăn chướng ngại lớn nhất của ông ta lúc này chính là năm râu ông bình lúc đó là một đàn em thân cận được năm râu vô cùng tin tưởng vậy là hai thiên nhắm vào ông bình muốn dùng ông ta làm bàn đạp để hạ bệ năm râu nhưng điều đó không dễ dàng chút nào hai thiên đã phải hao tốn rất nhiều công sức hai thiên đã âm thầm dựng lên một vở kịch và đào kẹp chính trong vở kịch này chính là ông bệnh và còn một người phụ nữ biết làm siêu lòng bất cứ người đàn ông nào sau khi ông bình và người phụ nữ đó có với nhau một người con gái người phụ nữ đó hiện nguyên hình là một gái giang hồ là người trong tổ chức của hai thiên là mỹ nhân kế đúng vậy tiếp theo đó thông qua người phụ nữ hai thiên tạo ra mâu thuẫn giữa ông bình và nam râu nam râu bắt đầu hàng học vì nghi ngờ ông bình bắt tay với hai thiên và cao trào của vở kịch hai thiên đã cho đàn em trừ khử người phụ nữ và đứa con gái 狗。<laughs> ұлтымыз бұл ұлтымыз Đừng cãi tôi Để tôi đi tìm đám râu Chú sẽ không làm được điều đó Nếu thù không trả được Thì phải phí thêm mạng của chú nữa Vậy hai mẹ con họ Chết không dám bắt được đâu Vì bây giờ Ta cần làm là tiền cho họ một nơi ăn nghỉ thật tốt Còn chuyện trả thù Chúng tôi sẽ cùng chú làm chuyện đó Nhưng không phải một mình năm râu Mà tất cả bọn chúng đó sau đó hai thiên đưa ông bình tới gặp tôi và cùng nhau bàn bạc kế hoạch triệt hạ năm rồi và cũng đồng thời dọn đường cho một tổ chức còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần ông ta lúc nào cũng cho mình là người tài giỏi thông minh hơn người nhưng thật ra cũng chỉ là một con cờ trong tay hai thiên mà thôi nhưng dù sao cũng phải thừa nhận con cờ đó rất hữu dụng hai thiên thực sự rất quý trọng ông ta tôi hỏi anh một chuyện cuối cùng người phụ nữ và cô con gái có đúng thật sự là hai thiên đã ra lệnh sát hại họ kế hoạch là như vậy còn thật sự như thế nào thì tôi không biết anh còn gì muốn nói với tôi nữa không nếu bây giờ tôi đề nghị cùng anh bàn kế hoạch bắt hai thiên thì anh nghĩ như thế nào